Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Quảng Bình họp ban các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Mô hình nuôi bò phổ bèo có hiệu quả ở Tương Thủy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 12 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính trình bày cả dự thảo thông tư thực hiện Nghị định số 67/2014 NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá, yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, về các chính sách hỗ trợ ưu đãi thuế, cấp bù lãi suất, chính sách bảo hiểm đối với các ngư dân được hưởng chính sách vay vốn để đóng mới và cải hoán tàu đánh bắt xa bờ, được quy định cụ thể như mức vay từ 70% đến 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, lãi suất chủ tàu phải trả từ 1% một năm đến 3% một năm, thời hạn cho vay 11 năm, trong đó năm đầu tiên chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề xuất một số ý kiến về chính sách phát triển thủy sản như cần chú trọng cả chính sách phát triển đồng bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá, cả khu tránh trú bão, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển, vùng sản xuất giống, v.v. Cũng trong sáng nay ngày 12 tháng 9, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình trong hai năm 2014-2015 đã tổ chức họp ban các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang quân khu và truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân Quảng Bình, trung tuần tháng 12 năm 2014, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đây là dịp để giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với ý nghĩa đó, Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung như thi tìm hiểu truyền thống 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, tổ chức hội diễn văn nghệ quân chúng công nông binh cấp cơ sở và cấp tỉnh, giải thưởng xã, thăm chúc mừng cả đơn vị quân đội Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cả cựu chiến binh, gia đình chính sách tiêu biểu. Đặc biệt trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 12, tỉnh sẽ tổ chức tiễn nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, tiễn mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ meeting kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
hôm qua ngày 11 tháng 9, Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng chính quyền và triển khai kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó quyết định số 217 gồm 5 chương, 19 điều, quy định về mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội, đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Quyết định số 218 quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gồm 5 chương, 21 điều. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã nắm bắt đầy đủ chi tiết và cụ thể các quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Qua đó nhằm phát huy hơn nữa quyền dân chủ và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Trạch đã triển khai kế hoạch kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau hội nghị này, cả đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện tiến hành tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc cả nội dung tới toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường công tác an ninh trật tự tại địa bàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã triển khai 5 mô hình điểm về điểm sáng chấp hành pháp luật. Tại địa bàn miền núi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bố Trạch đã chọn thôn một Phúc Đông, xã Phúc Trạch làm đơn vị triển khai điểm. Là địa phương vùng núi với 98% đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đời sống của bà con thôn một Phúc Đông phụ thuộc vào sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp, nên đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, địa bàn thôn một Phúc Đông được chọn làm điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư sẽ là yếu tố thuận lợi để nhân dân trong thôn được tiếp cận sâu hơn nội dung cả văn bản pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Minh Hóa vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức lớp tập huấn về xây dựng thực hiện hương ước quy ước cho cán bộ cấp cơ sở. Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ làm công tác tư pháp, cán bộ văn hóa xã và trưởng thôn bản tiểu khu của các xã, thị trấn trên địa bàn. Các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản như pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, luật hòa giải năm 2005, các thông tư của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng thực hiện hương ước quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cùng dân cư, việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tập huấn và thực hành kỹ năng xây dựng hương ước quy ước làng, bản, thôn. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện Minh Hóa mới chỉ có 97 trên 133 thôn bản có hương ước quy ước. Vì vậy, việc tập huấn xây dựng hương ước quy ước nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề Quảng Bình vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Tuyên Hóa mở lớp tập huấn kỹ thuật làm nón lá tại xã Sơn Hóa. Đây là lớp đào tạo nghề làm nón đầu tiên tại Tuyên Hóa. Hầu hết các học viên tham gia lớp tập huấn đều là những người nằm trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong thời gian tập huấn, cả học viên đã được đào tạo kỹ thuật làm nón lá rừng và kỹ thuật làm nón lá dừa. Vốn đầu tư cho hai lớp học này trên 85 triệu đồng. Kết thúc lớp học, cả học viên sẽ được Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Sản phẩm làm nón của học viên được chủ cơ sở sản xuất nón lá ở phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn tiêu thụ và cung cấp nguyên liệu. Lớp đào tạo kỹ thuật nghề làm nón cho các học viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Sơn Hóa nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án. Mô hình nuôi bò phổ đều có hiệu quả ở Sơn Thủy. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, việc thu hút đầu tư vào tỉnh đã có nhiều chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, 8 tháng đầu năm 2014, Quảng Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 39,7 triệu đô la Mỹ và 24 dự án trong nước với mức đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, các sở ngành liên quan đã làm việc với các nhà đầu tư về khảo sát địa điểm để đầu tư xây dựng cảng nước sâu Lệ Thủy, hệ thống cáp treo tại Phong Nha Kẻ Bàng.
Bên cạnh đó, công tác vận động sử dụng, quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục được chú trọng. Tỉnh đã tích cực vận động viện trợ từ cả tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài, cả tổ chức phi chính phủ và cả cá nhân ngoài nước giúp đỡ cả chương trình dự án nhân đạo. Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận và phê duyệt 13 dự án với tổng số vốn cam kết trên 1 triệu đô la Mỹ. Phần lớn các dự án triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm xanh nhà hơn ra đồng, những ngày này, bà con nông dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh đang tập trung xuống đồng thu hoạch lúa hè thu. Ngoài vụ giống chủ lực HT1, PC6 và PC6 đột biến, vụ hè thu năm nay, xã Duy Ninh đã đưa vào khảo nghiệm các giống mới chất lượng cao như SV181, SV47, SVN1, DH1 và giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1, đưa diện tích gieo cấy toàn xã lên 363 ha. Trong các giống lúa mới chất lượng cao, giống lúa DH1 cho năng suất cao nhất 65 tạ một ha, năng suất bình quân toàn xã gần 56 tạ một ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.000 tấn. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, xã Duy Ninh đã huy động 11 máy cắt đập liên hợp và cả phương tiện cơ giới khác, phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 15 tháng 9 để tránh mưa lũ. Những năm gần đây, ngư dân ba xã vùng biển Huy Lệ Thủy đã phát triển mô hình nuôi cá lóc ao hồ, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Gia đình anh Ngô Văn Lượng ở xã Ngư Thủy Trung đang thu hoạch cơ bản cá lóc cho thương lái. Với 150 m² khô xây trên đất vườn, anh đã mua con sống về thả nuôi. Sau 5 tháng, anh xuất bán gần 1 tấn cá thịt, 1 kg bán tại chỗ có giá 50.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi gần 30 triệu đồng. Xã Ngư Thủy Trung hiện có 35 hồ nuôi cá ao hồ với diện tích mặt nước khoảng 2,2 hectare. Trong đó nuôi cá lóc 1,2 hectare, con sống chủ yếu mua từ các tỉnh Việt Nam. Ngoài nguồn thức ăn chăn nuôi do các nhà máy sản xuất, bà con ngư dân đã tận dụng nguồn cá tằm và con rùa khai thác được tại chỗ, nên đã giảm chi phí đầu vào. Mặt khác, năm nay giá cả bán ra cao hơn hẳn năm ngoái, nên người nuôi cá rất phấn khởi. Vừa qua tại thôn Thanh Long, xã Hòa Thanh, huyện Minh Hóa đã xảy ra một vụ cháy nhà do chập điện. Ông Cao Minh Hiền, chủ nhà cho biết nguyên nhân vụ cháy là do bị chập điện. Do nhà ông Hiền ở trên đồi cao, xa nguồn nước nên rất khó khăn trong việc chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ ngôi nhà ba gian, nhà bếp, tài sản trong nhà ông Hiền đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Ban công tác cứu trợ huyện Minh Hóa cùng với Hội cựu chiến binh, Hội nông dân huyện và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình 7 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm sóc vỗ béo đàn bò thịt chủ yếu là bò da không còn khả năng sinh sản, bê và bò đực không còn sức kéo là một trong những vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng chăn nuôi ở nhiều địa phương. Để giải quyết thực trạng này, nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã phát triển nuôi bò vỗ béo đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phóng sự sau giới thiệu về mô hình nuôi bò vỗ béo ở xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy. Xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy là địa bàn đất không rộng, người không đông, không có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nương rẫy, đồng áng. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, nhiều hộ gia đình ở Dương Thủy đã tìm được hướng phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả, đó là nuôi bò vỗ béo. Đến nay, tổng đàn trâu bò của toàn xã Dương Thủy có gần 600 con, tăng 1,4% so với năm trước. Gia đình bà Lê Thị Tâm ở thôn Tây Thiền là hộ chăn nuôi điển hình của xã Dương Thủy về nuôi bò vỗ béo. Ban đầu do ít vốn, gia đình bà chỉ đầu tư nuôi vài con theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, gia đình bà Tâm đã duy trì được đàn bò trên 15 con. Mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng từ tiền bán bê con và bò thịt. Ngoài ra, gia đình còn thu mua bò thịt trong địa bàn để xuất bán ra các địa phương khác. Nuôi bò vỗ béo như là dễ dàng nhất vì tận thu những sản phẩm của người dân làm ra. Mình vỗ béo khoảng 6 tháng là mình xuất chuồng được một lứa, hai con là thu từ 10 triệu rồi đấy. Theo kinh nghiệm của nhiều hộ chăn nuôi ở Dương Thủy, việc chăn nuôi bò vỗ béo không cần nhiều vốn và nhân lực lao động. Để nuôi bò đạt kết quả tốt thì việc chọn giống và chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật là yếu tố quyết định. Vừa qua thì có nhiều chứ, cái mô hình là phát triển kinh tế trên địa bàn, nhưng mà cái mô hình bò vỗ béo thời gian gần đây thì nó thấy nó có hiệu quả. Thứ nhất là phải thấy được cái tận dụng được là cái những cái sản phẩm phụ của nông nghiệp á để mình là trong là chăn nuôi. Thứ hai nữa là mô hình này nó tiết kiệm được cái người thời gian để chăn dắt. Quá trình vỗ béo thì mình kết hợp ngoài cái sự phát triển tự nhiên con bò nó ra riêng rồi thì
mình kết hợp một số các kỹ thuật vào đó, thì ví dụ như là trong mình tồn cả cái thức ăn về giữa cả cỏ chất thô và cả cái chất xơ và chất đạm nữa, thì bò cho nó phát triển tốt hơn, mà thời gian ở đây thì hiệu quả kinh tế thì nó và nhanh bẻ hơn. Mô hình nuôi bò vỗ béo không chỉ giúp người nông dân Sơn Thủy tìm được lời giải cho bài toán phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn giúp người chăn nuôi thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông, chuyển sang chăn nuôi tập trung. Chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Sơn Thủy hiện nay là mô hình phù hợp với địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững trên địa bàn Quảng Bình. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều nay ngày 12 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 25-35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 27-35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ 26-34 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.